Bạn có tin không? Link Zero Code sẽ giúp bạn. Chỉ trong vòng 30 phút, không cần biết lập trình nhưng bạn vẫn có thể tạo được hệ thống order online cho các nhà hàng, quán cà phê. Mô hình gọi món truyền thống, nhân viên di chuyển và tư vấn nhiều cho khách. Thời gian cao điểm đông, khách hàng khó gọi nhân viên nếu phát sinh yêu cầu. Tạo hệ thống đặt đồ online tại bàn sẽ giúp tăng trải nghiệm của khách hàng và phục vụ của quán tốt hơn. Mời anh chị và các bạn cùng thiết kế hệ thống này với Linh nhé! Trước tiên, tạo khối dữ liệu, lựa chọn các loại dữ liệu trên Linh và đặt tên. Ví dụ, menu đồ uống, bánh ngọt, bạn cần lựa chọn hình ảnh, điền mô tả giá. Linh hỗ trợ đưa video và hình ảnh vào biểu mẫu. Quán của bạn có thể tạo menu sống động, chương trình khuyến mại đặc sắc để khách hàng có thể tiếp nhận thông tin khi order. Trong quá trình thiết kế, bạn có thể vào mục xem trước để xem giao diện của biểu mẫu và chỉnh sửa sao cho hợp phong cách nhất với quán. Như vậy, chưa đến 30 phút bạn đã tạo được một hệ thống order trên Linh. Bạn có thể in QR code của hệ thống và đặt lên từng bàn trong quán. Hệ thống hỗ trợ sinh QR code độc lập cho từng bàn. Khách hàng khi tới quán và ngồi vào bàn sẽ sử dụng điện thoại, iPad để vào hệ thống mà không cần đăng nhập. Hệ thống sẽ hiển thị video, menu, giá từng món, khách hàng xem chi tiết và đặt món theo nhu cầu. Vào bảng biểu để lựa chọn các đồ uống, bánh ngọt. Thông tin menu rõ ràng giúp khách hàng nhanh chóng lựa chọn được đồ mình cần. Khi sử dụng Linh, nhà hàng có thể cập nhật menu theo thời điểm mà không mất nhiều thời gian. Ngoài ra, order trên Linh, khách hàng có thể nhìn thấy tổng số tiền của hóa đơn cần thanh toán. Vậy là không cần ghi chép ra giấy các order của khách tại bàn nữa. Khi sử dụng Linh, nhà hàng chỉ cần cài đặt thông báo trên hệ thống cho mình và cài đặt thông báo cho các nhân viên ở các bộ phận. Hệ thống sẽ thực hiện gửi thông báo tự động để các bên nắm được thông tin. Sau khi khách hàng order tại bàn, hệ thống sẽ gửi thông báo về cho nhà hàng. Nhà hàng vào thông báo xem chi tiết từng order của từng bàn. Sau đó xác nhận trên hệ thống và chuyển tiếp cho bộ phận chế biến, pha chế. Bạn có thể xem chi tiết từng order và ấn phân công cho bộ phận liên quan tiếp theo cần xử lý. Người được phân công sẽ nhận được thông báo. Các thao tác trên Linh đều được lưu trữ lại thông tin minh bạch, rõ ràng. Khi đó, nhân viên chế biến chỉ cần đợi thông báo được chuyển tới tự động trên điện thoại, không cần phải đợi nhân viên phục vụ chuyển giấy order về như trước nữa, dễ dàng theo dõi các món ăn cần phục vụ. Sau khi đồ uống hay đồ ăn được làm xong, nhân viên phục vụ sẽ dựa trên số bàn, mã bàn ghi để đưa cho khách hàng. Toàn bộ trạng thái xử lý order của từng bàn sẽ được lưu lại trên hệ thống. Quản lý nhà hàng có thể quan sát được toàn cảnh hoạt động của quán. Điều này giúp cách phục vụ của quán chuyên nghiệp hơn, hạn chế những vấn đề như khách hàng phải chờ đợi quá lâu, tìm kiếm mọi thông tin trên Linh một cách thuận lợi nhất. Khi khách hàng nhận được đồ đã gọi, nhân viên tích vào hệ thống trạng thái đã giao. Tương tự khi khách hàng thanh toán, nhân viên thu ngân cũng tích vào hệ thống. Luồng dữ liệu gọi đồ của từng bàn sẽ được hệ thống lưu lại chi tiết, giúp quán ăn theo dõi sát sao được quá trình phục vụ khách hàng. Cuối cùng, khi vận hành trên Linh, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu của mình thành biểu đồ, tỷ lệ, quản lý toàn bộ quá trình hoạt động. Linh giúp bạn và nhà hàng tự làm chủ không gian số của chính mình, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công, tiện ích, chính xác. Với các ngành nghề dịch vụ, trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng nhất để vận hành mô hình. Linh là một không gian số linh hoạt, đừng lo lắng khi không biết chuyển đổi số bắt đầu từ đâu. Bạn hãy sử dụng 30 phút của mình để tự thiết kế những hệ thống đơn giản trên Linh mà không cần lập trình nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.